tôi gửi cái gì đó, tháo yên hai bơ ra nè, rồi cắt để đáp vô, lát nữa may lên. Ok, vậy là đã xong rồi mọi người. Ok, hello mọi người, thì mình vừa ra khỏi nhà của anh Phước, thì mình đã lấy cái con Shoei X15 Mark VIII mới nhất, và trên đường hiện tại Sài Gòn là chưa thấy ai đội luôn nha mọi người. Thì mình chốt tiền chuyển khoản xong xuôi hết rồi, thì mình mới phát hiện ra là bây giờ mình có hẹn đi làm cái da yên, thay cái da yên màu đen rồi mọi người, nên là không có chỗ để nón. Nên là mai mình sẽ đi tay ga, thì không quay vlog đâu, được lấy cái nón về thôi. Thì bây giờ mình sẽ chạy qua bên Bà Lê Chân, một chỗ là khóa yên xe, làm yên xe cũng rất là quen thuộc đối với anh em. Thì tập vlog này là một tập vlog coi như là dẫn anh em đi các nơi luôn đi ha. Rồi, để mình chạy gần tới đó mình quay tiếp nha. Tại vì sẵn nói về cái yên xe, mọi người thấy không, nguyên một con xe mình đã dán đề canh màu đen nè, rồi nguyên con xe nhận diện nó đang màu đen, ngoại trừ cái mâm là màu đỏ đen thì chưa có không có sơn được thôi. Thì cái yên này mình thay được thì mình sẽ thay cái da yên màu đen luôn. Thì lát nữa tới nơi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể hơn nha. Và lát nữa gặp lại mọi người. Sợ trời mưa quá. Bye bye mọi người. Ok anh em, thì bây giờ mình sắp tới Bà Lê Chân rồi nha anh em. Thì đây là cái chỗ mà mình làm yên xe từ những chiếc xe mà đầu tiên của mình này, từ thời mà mình chơi WR này kia, cái kiểu xe tay ga, xe mô tô này kia luôn. Thì mình có xu hướng là mình hay làm yên. Làm yên nói chung là thay mút, rồi tạo kiểu dáng mút, định hình này kia các kiểu theo yêu cầu, cũng giống như là thay da yên. Thì đối với con Hyper này của mình thì đợt này thì mình rất là hài lòng với cái form yên cũng như độ êm rồi, nên là mình chỉ có thay cái mặt da yên cho nó từ màu đỏ đen của phiên bản RVE nè thành màu đen. Nhiều người nói khùng đúng không, tự nhiên đang cái da yên độc đáo vậy, bản RVE mới có nè, màu đỏ sần sần nè, màu đen nhám nè, tự nhiên giờ thay cái da yên chẳng khác nào một con phiên bản thường, nhưng mà nó lại hợp với cái bộ tem này của mình đó. Thì yên nệm rồi kim đan đồ này kia các kiểu là nhiều, khác nữa tới đó mình sẽ cho mọi người coi. Còn giờ mình chỉ cần thay da yên thôi nè, tới luôn rồi nè, bên tay phải đó, hóa yên xe rồi đó, tới rồi nè anh em. Rồi, số mấy Bà Lê Chân đây? Số 9 Bà Lê Chân nha. Đợi lâu không? Kẹt xe quá. Đó, thì đây là cái tiệm. Rồi, để mở cho. Đang quay vlog cả nha. Đây cái tiệm nè, của bạn này, bạn Bảo Chí, Facebook Bảo Chí nè. Rồi. Đó, mọi người muốn mở yên xe Ducati là phải mở. Tôi gửi cái gì đó, tháo yên hai bơ ra nè, đó mọi người thấy không. Thì giống như cái mút mà làm cho xe nó dày hơn á, là sẽ là cái mút này, họ sẽ gọt ra, họ đắp vô này kia nè, rất là êm mọi người thấy không. Đó thì thay da yên thôi, anh sẽ dùng cái đồ này, anh nạy mấy cái kim bấm đó để cho nó ra và thay một cái lớp da yên mới. Thì lát nữa xong sẽ cho mọi người coi nha. Thì hiện tại là cái công đoạn mà tháo cái da yên zin của mình đó mọi người. Đây, cái da yên zin nè, hai màu nè, màu đỏ là nhám nhám sần sần nè, với màu đen nè. Đây là da yên zin đã tháo kim ra hết rồi, và hiện tại là tiến hành cái bước mà là một cái da yên đen nhám này vô đó, đang tiến hành vẽ phấn lên cái khuôn da khuôn zin nè, rồi cắt để đáp vô, lát nữa may lên. Rồi, lát nữa tới công đoạn tiếp theo cho mọi người coi nha. Da và đo vẽ phấn trên cái yên của mình rồi, thì bây giờ sẽ tiến hành may. Hiện tại là đang may lại giữa cái phần mà yên giữa với cái phần ốp hai bên của yên rồi mọi người. Tổng cộng là ba cái phần nó nóng. Ok, vậy là đã xong rồi mọi người. Bọc da yên xong khoảng tầm nửa tiếng, 40 phút là bỏ cái lớp da yên cũ ra và yên xe của mình đã được bọc cái lớp da yên mới rồi mọi người. Thì sẵn đây cái phần mà dây nắm dắt thì mình đổi cho màu trắng cho nó có điểm nhấn luôn.
Gia Yên thì là đen nhám nhưng mà đi là đi chỉ đỏ. Đó, mọi người thấy không? Rất là ok nha. Đó, mặt trong của nó nè, chuẩn chỉnh, chặt chai. Rồi, bây giờ sẽ giá lên Yên rồi chạy về thôi. Rồi thì bây giờ đã làm Yên xong nha mọi người. Thay cái da Yên mọi người thấy không? Cái da nó đen nhám nè, một màu đen thôi cho nó hợp với cái màu của con xe của mình. Thì sẵn đây làm cái phụng dây dắt màu trắng luôn, điểm nhấn. Thì dự định của mình đó là đen, đỏ, nhấn trắng vô thì có thể cái bao tay mình thay màu trắng giống con Aprilia của mình. Hơi dơ xíu nhưng mà không sao. Nè, mọi người nhìn từ góc này nhìn khá là đẹp ha. Thì đây là tiệm hóa Yên xe số 9 Bà Lê Chân. Đó, thì mọi người có nhu cầu làm về Yên xe này kia thì cứ liên hệ với Facebook của Bảo Chí. Thì mình sẽ để cái Facebook của Bảo Chí ra cho anh em quan tâm nha. Thì thôi sẵn hỏi số điện thoại của mình là số mấy, là anh em nào có quan tâm thì qua làm Yên liên hệ với lại bạn. Điện thoại là 0896 421504. Rồi ok, và mình sẽ để số điện thoại ở đây. Anh em nào cần làm Yên xe thì qua bên tiệm số 9 Bà Lê Chân nha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ em cảm ơn anh, tôi về nha. Rồi Yên xe thông số đẹp trai rồi. Rồi đi về. Rồi đi luôn nè. Rồi vậy là làm Yên xe đã xong rồi nha anh em. Anh em hỏi là Yên xe xong cảm giác như thế nào thì cảm giác nó cũng y chang thôi mọi người. Tại vì mình thay cái lớp bọc này thôi à, chứ không phải là độ mút tạo kiểu các kiểu này mình không có làm. Tại vì mình vẫn rất là ưng với cái kiểu jean. Một số người á mọi người, hai bơ này nè, làm Yên để làm chi? Ví dụ như xe con hai bơ này nó bị cao quá, anh em làm Yên để cho nó thấp hơn, gọt bớt đi cái độ bè, cái độ cao Yên. Hoặc là một số anh em mà có nhu cầu đi tour á thì thay cái mút Yên nệm kim đen đan để làm chi, để cho nó êm hơn, ngồi thoải mái hơn người đằng trước lẫn người đằng sau nếu có. Thì là cái nhu cầu làm Yên của anh em chơi xe không chỉ xe lớn đâu, mà xe nhỏ mình nghĩ là cũng sẽ có nhu cầu làm Yên thôi. Mấy chiếc xe tay ga đồ này kia, hồi đó mình có chiếc AB mình làm Yên bên đây nè, gọt Yên tạo hình á, nhìn con xe nó thể thao lắm. Thì nói chung là cái chất liệu mà hiện tại mình đang làm trên cái da Yên này mình thấy là rất là ok. Tại vì mọi người biết sao không, khi mà chạy xe mô tô phân khối lớn mọi người, thì thắng á, nó sẽ gấp, thì có xu hướng á, thường thường là người ngồi trước người ngồi sau luôn. Nhưng mà cái da Yên nó trơn á, nó sẽ bị tuột, nó sẽ bị trượt lên phía trên. Thì đối với một cái con xe mà một cái Yên mà có cái chất mà nó nhám nhám như thế này nè, ngồi nó sẽ không có bị trượt, ngồi nó là nó cố định luôn đó. Đen chỉ đỏ nhìn đẹp ha mọi người, nhìn nó cũng có chính có phụ đồ này kia đó. Rồi vậy là đã xong một cái tập vlog làm da Yên thì chắc là tạm thời chuẩn chỉnh đó mọi người. Oh my god, tạm thời chuẩn chỉnh rồi đó. Tem đen rồi có rồi, bô SC S1 có, da Yên thai mua nón mới mất cái 8 có. Rồi chắc là sắp tới có thể là thay bao tai, nhưng mà chắc là không phải là thời gian gần này đâu. Nếu có thì mình sẽ dẫn mọi người đi thay bao tai ở một cái shop của một ông anh nữa nha. Chưa hết video đâu mọi người ơi. Ở tập video tiếp theo mình sẽ đưa mọi người đi coi một cái siêu phẩm, và không chỉ coi đâu mà là đặt cọc tiền và chuẩn bị rước em xe này về nhà luôn. Đây chính là Motoplex Sài Gòn, chỗ rất là quen thuộc mà mấy tháng trước khi mà mình mua chiếc SGGT 200 nè. Cảnh cũ chốn quen nhưng mà con xe thì lúc này đã mới rồi. Và bật mí cho mọi người, chiếc xe mua sắp tới là một chiếc xe rất rất là hiếm trên thị trường. Một chiếc xe siêu phẩm tầm trung 6-700 phân khối, rất là đẹp, RS660. Vậy thì hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha, bye bye.